chỉ thánh thế để xa hai đời. Teresa, vì thánh nữ của tình yêu. Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu mà chúng ta mừng kính hôm nay là một vị thánh rất trẻ. Trong cuộc đời ngắn ngủi nơi trần gian, chị đã khám phá ra ơn gọi và chỗ đứng của mình là tình yêu trong lòng hội thánh. Bằng tình yêu thanh khiết với Chúa Giêsu, chị đã bất chấp thân phận nhỏ bé của mình. Chị muốn làm một vị đại thánh. Chị mong ước được đi truyền giáo, được tử đạo. Với trái tim yêu thương của chị thì không gì là không thể. Chị hoàn thành những khát vọng đó trong bức tường kín của Đan viện Cát Minh. Chị đổ tràn từng giây phút cuộc đời bằng một tình yêu phi thường. Chính vì thế, chị được tôn phong bậc thánh hiền, được đặt làm tiến sĩ hội thánh và bổn mạng các sứ truyền giáo. Mừng kính chị thánh Teresa, chúng con xin cộng đoàn cầu nguyện cho giáo họ Teresa chúng con, cho quý chị em nhận thánh Teresa hài đồng Giêsu làm bổn mạng, cùng tất cả cộng đoàn luôn biết học hỏi và noi theo gương sống của thánh nhân, để sống chứng tá cho tình yêu Chúa trong thời đại hôm nay. Với tất cả tâm tình đó, chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ. Xin kính mời cộng đoàn. Con thơ vào lòng Cha yêu.
giây phút âm thầm tiếng nói muôn tình, dù sao dưới chân hồn đã ở trên thiên đình. Ca mừng Thánh Nữ Teresa hài đồng Giêsu, Ngài là hương thơm ngát tựa làn sương tươi mát, gieo xuống cho chân đời mãi chưa chan. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa quý bạn chị em, cơn mưa ngoài trời vừa rồi và đang diễn ra nhắc nhớ chúng ta đến lời cầu nguyện của Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu: xin cho con làm mưa hoa hồng qua những công việc nhỏ bé con thực hiện để nói lên lòng yêu mến Chúa. Hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Chúng ta xin Ngài chuyển mọi ơn thánh cho chúng ta, đặc biệt là chuyển ơn Thánh Chúa cho giáo họ Thánh Teresa của giáo xứ, để xin Thánh Nữ chuyển mọi ơn lành của Chúa đến trong từng cuộc sống của từng người trong giáo họ. Và chúng ta cũng cầu nguyện cũng như chúc mừng tất cả những ai đã nhận Thánh Nữ làm bổn mạng. Cách riêng trong tâm tình này, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời tạ ơn, cầu bình an, xin mọi ơn lành như ý. Xin thánh hóa công ăn việc làm, xin đi đường được bình an. Chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Pio Giuse Maria Teresa, Paolo Giuse Teresa nhân ngày giỗ các linh hồn. Vậy giờ đây chúng ta cùng nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin đến Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa thương nguyện, xin Chúa thương, xin thương xót chúng con, xin Chúa Kitô, xin Chúa Kitô thương xót chúng. Son chúng con, xin thương son chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế, bình an dưới thế cho người tiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa, Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Chúa,
lưng Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin tương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khấn. Chúa từ bên hữu đức Chúa Cha, xin tương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng mạnh, chỉ có Chúa là hoàn chủ, chỉ có Chúa là đấng tối cao, Chúa thần thần trong vinh quang, đứng Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân lành, Chúa mở cửa nước trời cho những người bé mọn. Xin cho chúng con hàng ngày biết theo chân Thánh Nữ Teresa hài đồng Giêsu bước đi trên con đường phó thác, để muôn đời được chiêm ngưỡng thánh nhan. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Vỗ về và nâng niu như người mẹ hiền đối với con thơ, được bao bọc chở che trong vòng tay yêu thương của Ngài. Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Các ngươi hãy vui mừng với Jerusalem, và hết thảy những ai yêu quý nó hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các ngươi là những kẻ than khóc nó, hãy hân hoan vui mừng với nó, để các ngươi bú sữa no nê nơi vú an ủi của nó, để các ngươi sung sướng bú đầy sữa vinh quang của nó. Vì chưng Chúa phán thế này: ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như con sông, và vinh quang chư dân tràn tới như thác lũ. Các ngươi sẽ được bú sữa, được ấm vào lòng và được nâng niu trên đầu gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con, và tại Jerusalem các ngươi sẽ được an ủi. Các ngươi sẽ xem thấy, lòng các ngươi sẽ hân hoan, và các ngươi sẽ nảy nở như hoa cỏ. Và tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa. Đó là lời Chúa. Lòng con không dám tự hào, mắt này nguyện chẳng nhắm cao, đường danh vọng con không đặt bước, việc phi thường nào dám mưu cầu. Chẳng hề một khi sốt sắng, như bé ngủ trong tay hiền mẫu, hồn con trầy lặng lẽ an vui. Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Ngài. Giờ đây cho đến muôn đời, vững lòng nào hơi hích riêng, mà trông cậy kiên trung vào Chúa, vì chi Ngài là Chúa ta thờ. Lạy
Bài đọc 2. Thánh Phaolô khuyên chúng ta sống khôn ngoan, không theo thú vui xác thịt, phải luôn cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành Người đã ban cho chúng ta. Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy xét coi phải ăn ở thế nào cho thận trọng. Đừng như những kẻ già dột, song như những người khôn ngoan, biết lợi dụng thời giờ, vì thời buổi này đen tối. Vì thế, anh em chớ ăn ở bất cẩn, nhưng hãy hiểu biết thế nào là thánh ý Thiên Chúa. Anh em chớ say sưa rượu chè, vì rượu sinh ra dâm dục, nhưng hãy tiếp nhận dồi dào Chúa Thánh Thần, cùng nhau hát lên những thánh vịnh, những ca vạn và những bài ca đạo đức, và hết lòng ca tụng Chúa. Hãy luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa là Cha trong mọi nơi mọi sự. Nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong nước trời? Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: Thật, Thầy bảo các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này? Người ấy là kẻ lớn nhất trong nước trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chúng ta nhìn lại hành trình của Chúa Giêsu từ Bethlehem cho đến đồi Canvê. Chúng ta mới nhận ra không có cái gì gọi là to tát, mà phải nói rất bé nhỏ. Bé nhỏ, một hài nhi sinh ra được đặt nằm trong máng cỏ, lại là một vị Thiên Chúa, rồi sống ẩn dật tại gia đình Nazareth với một thân phận con của bác thợ mộc Giuse, rồi ra đi ra loan báo tin mừng, cũng chỉ là một người lang thang, nay làng này mai làng kia, chẳng có gì gọi là to tát. Rồi
cùng ở trên đồi Can Vê chết một cách không có gì gọi là được người ta tung hô. Như thế thì tôi cứ bảo chị em nói tóm đã nhìn thấy Chúa Giêsu ở trong niềm tin của mình bằng lòng yêu mến, và Ngài được gắn với tước hiệu là Teresa Hải Đồng Giêsu. Và bé nhỏ để nhìn thấy tình yêu của Thiên Chúa thật là lớn lao. Thánh nhân sinh năm 1897, chỉ hưởng thọ có 24 tuổi thôi. Ngài gia nhập vào đan viện dòng kín, và chỉ ở trong bốn bức tường của Lisieux, một cái khung cảnh nhỏ, và sống ở trong một cộng đoàn bằng những công việc rất nhỏ. Qua những cái công việc nhỏ, không gian nhỏ, nhưng Thánh nữ Teresa đã nhận ra con người nhỏ của mình bằng chính niềm xác tín. Lạy Chúa, trong lòng giáo hội xin cho con là tình yêu. Tức là Thánh nữ nhận ra một trái tim nhỏ ở trong cơ thể lại làm nên những cái điều kỳ diệu mà Thiên Chúa mời gọi để Ngài đáp trả. Thưa quý bạn chị em, bốn bức tường trong không gian nhỏ ở dòng kín Lisieux lại mở ra cho Ngài một tình yêu quá lớn. Những công việc Ngài làm, dọn dẹp, quét nhà, nho nhỏ thôi, nhưng nó mang cái dáng dấp của tình yêu. Chính vì mang cái dáng dấp của tình yêu đó, Ngài đã bước theo Chúa Giêsu, và cụ thể được họa lại trong trang tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Nếu các con không nên hóa nhân như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Hết muôn nàn thế hệ này qua thế hệ khác, thì Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu cũng bằng cái con đường thơ ấu, con đường nhỏ của mình, như lời của Đức Hồng Y Lumen đã nói: ánh sáng dịu êm dẫn con đi từng bước một. Bằng kính được cái giá trị trong đời sống đức tin, thì những cái công việc đó, thưa quý bạn chị em, nó sẽ khuất đại và nó sẽ làm cho lớn hơn trong đời sống ơn gọi của từng người trong chúng ta. Chúng ta cũng được mời gọi từ những công việc nhỏ, ngày này qua ngày khác, có lẽ làm cho chúng ta dễ nhàm chán, có lẽ làm cho chúng ta không có cái gì gọi là khởi sắc, không có gì gọi là niềm vui. Chúng ta hãy xin Chúa qua Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu mà chúng ta mừng lễ hôm nay, cho chúng ta sức mạnh để chúng ta khởi đi từ những cái công việc bé nhỏ đó. Công việc bé nhỏ đó mang lại cho chúng ta những hiệu quả của tình thương. Những công việc bé nhỏ đó là những con đường đơn sơ và phó thác như Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu đã đi, thì chắc chắn tôi các bạn chị em, hành trình đức tin của chúng ta sẽ cập đến bờ bến bình an. Chúng ta xin nguyện giúp để từng lời nói, việc làm và qua tất cả những cử chỉ chúng ta thể hiện, dù chỉ nhỏ nhắn thôi, nhưng mang lại cho chúng ta sức sống của tin mừng. Sức sống đó chính là sức sống bắt nguồn được từ chính tình yêu mà chúng ta kín múc ở nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng đã yêu chúng ta bằng tất cả cuộc sống của Ngài, để chúng ta được lớn lên trong ơn Thánh Chúa. Amen.
Anh chị em rất thân mến, Thánh Teresa hài đồng Giêsu đã trở nên vị thánh tiến sĩ được cả thế giới ngưỡng mộ. Nhờ người đã sống trọn vẹn con đường thơ ấu thiêng liêng, với lòng tôn kính yêu mến vị thánh bổn mạng, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Thánh nữ Teresa có một tâm hồn sống đạo đơn sơ, tin tưởng phó thác. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Teresa, xin Chúa ban cho giáo hội có nhiều vị mục tử và tu sĩ được vững vàng đức tin, trung thành trong ơn gọi với sứ mạng là chứng nhân đích thực của Chúa Kitô. Xin Chúa nhậm lời chúng ta. Trong xã hội thực dụng hiện nay, việc loan báo tin mừng gặp rất nhiều khó khăn, thử thách. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn giữ vững đức tin, can đảm làm chứng cho tin mừng bằng đời sống yêu thương và phục vụ ngay trong chính môi trường sống của mình. Xin Chúa nhậm lời chúng ta. Chỉ có tình yêu mới chữa lành thương tích thật sự. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người luôn vững tin vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Xin tình yêu Chúa bao phủ trên các bệnh nhân trên toàn thế giới, và đặc biệt là các bệnh nhân trong giáo xứ, giáo họ chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hôm nay, mừng bổn mạng giáo họ Teresa, chúng ta tạ ơn Chúa. Và qua lời cầu bầu của Thánh nữ Teresa, xin Chúa ban cho các gia đình trong giáo họ, quý ân nhân, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa biết đoàn kết, hiệp nhất, yêu thương để xây dựng giáo xứ luôn phát triển và sống tốt lành, thánh thiện như gương Thánh nữ Teresa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Thánh nữ Teresa đã sống trọn vẹn lời Đức Giêsu dạy, nhờ đó người đã trở nên vị thánh tiến sĩ được mọi người tôn kính yêu mến. Xin Chúa cho chúng con biết noi gương vị thánh bổn mạng, tích cực sống theo lời Chúa để đời sống chúng con mỗi ngày nên thánh thiện hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chao.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được tin Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Đề ca tùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con ca tùng Chúa đã làm nhiều điều kỳ diệu nơi thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Xin vui lòng chấp nhận lễ tế chúng con thành kính dâng lên Chúa và xin ban cho chúng con trung thành phục vụ Chúa suốt cả cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng ngầu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nghiệm được những ân huệ mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên cao. Hoan hô Chúa trên càng tầng trời. Hoan hô Chúa trên càng tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thân nói những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giáo Mục Giuse, Đức Cha Phụ Ta Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn mà chúng con có ý chỉ cầu nguyện hôm nay mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đang bên các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hên thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Amen. Lần Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã xa, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con. Nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành hơn.
con chỉ là một loài hoa, một loài hoa trong muôn ngàn loài hoa. Nguyện dâng Chúa bài ca, một bài ca tràn chứa bao ân tình. Tình Chúa qua bao la, lòng thương không bờ bến. Hoa kia nào dám quê mình, nhờ hồng ân hoa mãi luôn đẹp xinh. Con ca vang muôn lời ta ơn. Ta ơn Chúa tình thương muôn nhiệm màu. Chỉ là một thụ sinh, một thụ sinh trong muôn loài thụ sinh. Đời con có là chi mà tình thương tay Chúa luôn đỗ trì. Tình Chúa qua bao la, lòng thương không bờ bến. Hoa đâu nào dám mong gì, chỉ nguyện xin tay Chúa dẫn đường đi. Con ca vang muôn lời ta ơn. Ta ơn Chúa tình thương muôn nhiệm màu. Chúa đã dù thương, Chúa dù lòng thương, thương chúng con vô ngần. Con say sưa cùng đàn lời ca, ngợi khen Chúa tình thương. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận nhóm lên trong lòng chúng con lửa mến yêu. Xin đã thúc đẩy Thánh nữ Teresa hiến cuộc đời cho Chúa để cầu xin cho mọi người được ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con xin kính mời quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn an toàn. Trong niềm vui mừng kính Thánh Teresa hài đồng Giêsu, bổn mạng giáo họ chúng con, giờ đây con xin trân trọng giới thiệu ông trùm chánh giáo họ Teresa, ông Phêrô Chu Quang Chức, có đôi lời cảm ơn tới quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn. Xin trân trọng kính mời ông. Trọng kính cha chánh xứ Martino, cha phó Giuse, huệ Giuse, kính thưa quý tu sĩ, quý chức hội đồng mục vụ, quý hội đoàn và quý cộng đoàn, phụng vụ giáo hội hôm nay mừng kính Thánh nữ Teresa tu cũng là bổn mạng của giáo họ chúng con. Tình tạ ơn Chúa. Và mừng kính Thánh nữ Teresa, con xin đại diện cho giáo họ Teresa kính chúc quý cha, quý tu sĩ, quý chức hội đồng mục vụ, quý cộng đoàn đang hiện diện lời kính chúc sức khỏe và lời cầu chúc bình an. Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn, mỗi năm mừng lễ bổn loạn là nhắc nhở chúng học hỏi và noi gương sáng của Thánh Quan Thầy mà chúng con đã chọn làm bổn mạng. Tạ ơn Chúa đã ban cho giáo hội chúng con một vị thánh trẻ tuyệt vời. Ngài đã đồng hành với giáo hội chúng con tìm về hạnh phúc nước trời. Đó là Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, tiến sĩ hội thánh. Thánh nữ là một bông hồng nhỏ tuyệt vời của Chúa. Kính thưa quý cha, vì tình thương quý cha đã tạo điều kiện cho phép
và hướng dẫn giáo hội chúng con tổ chức mừng lễ bổn mạng. Quý cha dâng thánh lễ long trọng cầu nguyện cho giáo hội. Với lòng tri ân sâu sắc, chúng con xin hết lòng cảm ơn quý cha. Chúng tôi xin cảm ơn quý tu sĩ, quý chức hội đồng mục vụ, ca đoàn vô nhiễm, ban thừa tác viên thánh thể, ban lễ sinh, ban âm thanh ánh sáng, ban trật tự, đội trống, đội kèn, dù trời mưa nhưng cũng rất nhiệt tình. Và quý cộng đoàn, quý vị đã dành thời gian quý báu để hiện diện, tham dự thánh lễ và cộng tác giúp đỡ để thánh lễ ngày hôm nay được trọn vẹn, trong bầu khí trang nghiêm và xuất sắc. Với tấm lòng cảm tạ và biết ơn, chúng con nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh nữ Teresa và mẹ Maria ban xuống trên quý cha và toàn thể cộng đoàn luôn được bình an, dồi dào ơn phúc của Thiên Chúa, nhất là trong tháng mân côi cũng như trong cuộc sống. Sau thánh lễ, chúng con kính mời quý cha, quý tu sĩ, quý chức hội đồng mục vụ, quý khách mời và cộng đoàn giáo họ Teresa chung vui tiệc mừng tại hội trường giáo xứ. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Mỗi lần mà mừng một giáo họ nào thì giáo xứ của chúng ta có 3 anh em linh mục, 2 anh em ở trong nhà xứ, rồi thêm một anh em cũng trong giáo xứ nữa, đó là cha Du, một cái bạn chị em biết đó. Từ nay những ngày không còn xa lạ với chúng ta, ngài là thành viên trong giáo họ Thánh Teresa. Vậy thì trong cái niềm vui này, ba anh em xin được trước hết là chúc mừng giáo họ Thánh Teresa nhân ngày bố mẹ. Rồi tiếp đến nữa, xin được chúc mừng một lần nữa đến với các bà, các cô, các chị và các em thiếu nhi nữ đã nhận Thánh nữ Teresa Hài đồng Giê-xu nhân ngày bổ mạng hôm nay. Và cũng xin Thánh nữ Teresa Hài đồng Giê-xu chúc lành cho tất cả chúng ta, để chúng ta sống nên thánh bằng những cái công việc hàng ngày, mặc dù là nó bình thường thôi, nhưng nó sẽ trở nên phi thường khi chúng ta đặt cả cuộc sống, niềm tin của chúng ta trong tình yêu của Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta. Vậy hôm nay xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta nhân ngày mừng lễ Thánh Teresa Hài đồng Giê-xu. Anh chị em, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong cho anh chị em đi bình an.